Em xin chào các bác. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2020. Em giới thiệu với các bác một cái chiếc máy làm bánh tự động của Nhật Bản, thương hiệu Sanyo. Đây là một chiếc máy làm bánh tự động từ A đến Z các bác nhé. Máy này thì rất phù hợp cho các bác nào nhà hay mày mò hay là làm bánh cho gia đình để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là một chiếc máy hàng VIP của Nhật. Khi nó sản xuất ra nó mới thì nó vào khoảng hơn 10 triệu thôi nha. Giá máy hơn 10 triệu. Con này của hãng Sanyo, sử dụng điện 100V, sản xuất năm 2011. Máy tình trạng thì còn rất là mới, đẹp trên 90%. Về cơ bản mọi thứ thì còn rất là mới. Máy thì có rất là nhiều các cái tính năng làm bánh ở đây. Con này thì có cái tính năng làm bánh là làm từ gạo luôn. Khi các bác cho gạo vào đây thì máy sẽ tự động ủ gạo, tự động xay, ngâm gạo rồi này, máy ngâm, các bác nhé. Khi vào đây thì máy sẽ ngâm gạo, đây bằng cái cối này. Máy sẽ tự động ngâm gạo và xay, xay nhuyễn ra. Đấy, xay nhuyễn. Sau đó thì nó sẽ nướng bánh cho các bác. Ở trên này thì có rất là nhiều các cái chế độ. Em cũng đã dịch ra rồi và cũng làm thử một lần, nhưng bây giờ bác nào có nhu cầu thì dịch lại. Rất là nhiều các chế độ là làm bánh từ gạo, làm bánh từ bột. Đấy, nó nướng bánh. Một cái chiếc máy mà phải nói là hoạt động từ A đến Z, máy còn rất là mới, đầy đủ hết tất cả các phụ kiện. Đấy, đầy đủ hết các phụ kiện luôn nhé. Đây, cái đây là cái phần cái gọi là cái xoong để nó xay gạo. Nó xay gạo gần như cái cối sinh tố đấy, xay gạo mà còn rất là mới luôn, gần như là ít sử dụng. Đấy, cối xay gạo. Bên trong này là cái dây máy xo này và dưới là động cơ quay. Đấy, để đốt và để làm bánh. Rất là phù hợp cho các chị em nào mà thích mày mò rồi là làm bánh cho gia đình nhà mình. Đấy, máy rất là đẹp, tình trạng thì còn rất là mới. Đấy nhá, máy rất là đẹp luôn. Của hãng Sanyo Nhật Bản nội địa đấy ạ. Máy thì không có gì để chê rồi. Rất là nặng. Con máy này phải tầm hơn chục cân. Cái trong này có những cái motor, những cái gì mà nó nặng như vậy. Ngoài nhiệt tổng, máy rất là đẹp nhé. Đây có hộp để dây của nó này. Đây là các cái chức năng của nó đây, thì chọn các chế độ, đầy đủ tất cả các chế độ luôn. Đây, đây cũng đã dịch ra rồi và cũng đã làm thử. Con này em bán là 2,8 triệu các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua máy làm bánh cho gia đình, cho các chị em phục vụ gia đình thì các bác lấy ạ. Máy tình trạng còn đẹp trên 90% luôn. Gần như là rất ít khi sử dụng. Rất ít sử dụng nha các bác nhé. Bác nào nhu cầu thì liên hệ với em. Cảm ơn các bác.